Kính chào quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên đang theo dõi chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: dấu ấn công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ghi nhận từ cuộc thi sáng tạo clip phòng chống dịch; Nguyễn Duy Quân, thủ lĩnh đoàn, nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Thưa quý vị khán giả, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các cơ sở đoàn toàn tỉnh đã chủ động tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các công trình thanh niên mang dấu ấn, khát vọng và niềm tin của tuổi trẻ tham gia xây dựng quê hương, đất nước. Đây là hình ảnh hơn 50 đoàn viên thanh niên công an huyện Ba Bể phối hợp đổ hơn 500 mét vuông sân bê tông và tặng một bộ cột, lưới, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, cầu lông cho điểm trường tiểu học Nà Cọ, xã Khang Ninh. Đây là một trong ba công trình của tuổi trẻ công an huyện Ba Bể chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là một hoạt động nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới của xã Khang Ninh mình. Thì em hôm nay cũng rất là vinh dự và rất là vui mừng, rất là hạnh phúc khi được tham gia phong trào đoàn của đoàn thanh niên công an huyện. Ngay từ đầu năm, Ban chấp hành tỉnh đoàn đã ban hành chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, giao chỉ tiêu công tác đoàn cho các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Căn cứ vào sự chỉ đạo, các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, chỉ đạo các cơ sở đoàn chủ động đề xuất với cấp ủy địa phương đảm nhận những công trình phần việc thanh niên, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng, tiếp tục khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Các công trình tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp đã được thực hiện và cắm biển công trình chào mừng. Chúng tôi lắp 6 bồn rửa tay dã chiến và đây là cũng là những cái một trong những cái công trình mà chúng tôi chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các công trình thanh niên là những nét vẽ đa màu sắc, tô điểm cho quê hương Bắc Cạn khoác lên màu áo mới. Đồng thời một lần nữa khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng quê hương Bắc Cạn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, đoàn các cấp trong tỉnh đã thực hiện đợt cao điểm tổ chức các hoạt động phong phú và ý nghĩa. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, trong đó tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh thiếu nhi về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức các công trình phần việc làm theo lời Bác. Điểm nhấn trong các hoạt động cấp tỉnh là Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức hội thi trực tuyến trên mạng internet tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề Ánh sáng soi đường. Bên cạnh đó, hội đồng đội tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ với chủ đề Hoa thơm dâng Bác dưới hình thức thi xây dựng các video clip kể câu chuyện về Bác Hồ. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2020. Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như trao 20 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 500 khẩu trang y tế, tặng mô hình phòng bệnh nhi thân thiện cho trung tâm y tế huyện Ngân Sơn với tổng trị giá 15 triệu đồng. Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Ba Bể phối hợp với cán bộ trạm y tế các xã thị trấn tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho các đối tượng là trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, tặng 650 hộp thuốc bổ máu. Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Cạn đã tổ chức trao tặng 40 suất quà, khám và phát thuốc miễn phí cho 100 người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phùng Trí Kiên, vân vân. Ngày hội là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc và lan tỏa sâu rộng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị khán giả, trải qua 89 năm rèn luyện và trưởng thành, đoàn viên thanh niên đã góp phần công nhỏ vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nông Bình Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Bắc Cạn về phát huy truyền thống tốt đẹp các thế hệ trẻ tỉnh Bắc Cạn học tập và làm theo Bác. Trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Xin đồng chí cho biết lịch sử 89 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với lịch sử của Đảng và lịch sử của dân tộc. Tuổi trẻ tỉnh Bắc Cạn đã có hành động và tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng như thế nào? Thì trước tiên thì chúng tôi cũng xác định là phải khai thác rất là tốt những cái công cụ tuyên truyền. Trên cái nội dung thì sẵn có nhưng mà chúng ta phải khai thác rất là tốt những công cụ tuyên truyền, đặc biệt là các trang mạng xã hội và các công cụ tuyên truyền truyền thống hiện nay, như thông qua những hoạt động tình nguyện, rồi là thông qua những cái hoạt động văn hóa thể dục thể thao để chúng ta khơi dậy những cái truyền thống và tạo cái môi trường sinh hoạt lành mạnh cho đoàn viên thanh thiếu nhi.
Cùng với đó thì cũng phải thiết kế những cái đợt sinh hoạt, rồi là những cái hoạt động sinh hoạt chuyên đề hướng tới chào mừng kỷ niệm 89 năm. Và một cái hoạt động rất là cụ thể nữa đó là tổ chức ngày hội đoàn viên. Đây là cái hoạt động rất là thiết thực và cụ thể để chúng ta tuyên truyền. Vâng, thưa đồng chí, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành hai chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên năm 2020. Xin đồng chí cho biết tỉnh đoàn Bắc Cạn đã triển khai thực hiện chuyên đề này như thế nào? Tổ chức triển khai học tập tốt hai cái chuyên đề mà Ban Bí thư Trung đoàn có hướng dẫn và yêu cầu triển khai trong hệ thống tổ chức đoàn. Trong đó thì có một chuyên đề dành cho cán bộ đoàn, một chuyên đề dành cho đoàn viên. Và hai cái chuyên đề này thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã xây dựng cái hướng dẫn để cho các cấp bộ đoàn triển khai. Chúng tôi cũng rất là chú trọng về hệ thống biên soạn lại hai cái chuyên đề này, làm sao cho nó cho cán bộ đoàn cũng như là đoàn viên thanh niên tiếp cận nó dễ hiểu, dễ học tập và dễ vận dụng làm theo. Để đảm bảo được ba cái yếu tố đó thì chúng tôi cũng rất là chú trọng phát huy và biên tập lại, làm sao là ứng dụng công nghệ thông tin như là infographic tuyên truyền, biên soạn làm sao nó có những cái nội dung rất là cơ bản, cô đọng để mà đoàn viên và cán bộ đoàn tiếp cận là dễ hiểu và dễ thực hiện và dễ làm theo. Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên huyện Chợ Mới đã xây dựng và duy trì các mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường. Đoàn Thanh niên huyện Chợ Mới đã triển khai mô hình tuyên truyền viên môi trường tại 5 xã Quảng Chu, Như Cố, Yên Đĩnh, Thanh Bình, Nông Thịnh. Định kỳ hàng tháng thường xuyên tổ chức quét dọn, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên các trục đường, ngõ xóm và khu dân cư trên địa bàn, hệ thống cống rãnh, kênh mương, trồng chăm sóc và bảo vệ cây xanh, tu sửa đường giao thông thôn xóm. Mỗi thành viên luôn tích cực tuyên truyền vận động người dân bảo vệ môi trường bằng những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày như hạn chế sử dụng túi ni lông, bỏ rác đúng nơi quy định, xây dựng lò đốt rác, bể chứa thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Vì vậy, khi ý thức của người dân ngày càng được nâng cao, tình trạng vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định giảm đáng kể. Thưa quý vị khán giả, cuộc thi truyền thông Thanh thiếu nhi Bắc Cạn phòng chống dịch COVID-19 năm 2020 được tỉnh đoàn phát động từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020. Trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh trên thế giới, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn thanh niên toàn tỉnh, qua đó đã phát huy được khả năng sáng tạo của thanh thiếu nhi, đồng thời mang ý nghĩa tuyên truyền sâu sắc trong công tác phòng chống dịch. Sáng tạo clip nhảy trên nền nhạc bài hát nCoV hoặc Việt Nam ơi, đánh bay COVID là một phần trong cuộc thi truyền thông thanh thiếu nhi Bắc Cạn phòng chống dịch COVID-19. Sức sáng tạo của tuổi trẻ không ngừng được phát huy, đặc biệt là lần đầu tiên một cuộc thi truyền thông được thực hiện trên cơ sở xây dựng clip tuyên truyền nhảy theo nền nhạc vốn đang rất hot trên mạng xã hội và được giới trẻ yêu thích. Mỗi cơ sở đoàn lại chọn cách thể hiện riêng biệt phù hợp với tính chất nghề nghiệp của mình. Với đặc điểm của địa bàn tỉnh Bắc Cạn là hầu hết là đồng bào dân tộc Tày, thế nên chúng tôi đã quyết định là chúng tôi thực hiện clip tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 bằng tiếng Tày cho phù hợp. Ra đời trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp và cả nước đang thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, khi ban tổ chức thực hiện đăng tải clip lên mạng xã hội đã nhận được một số ý kiến băn khoăn của người xem về tập trung đông người. Tuy nhiên không phủ nhận đa số người xem đều thích thú và hưởng ứng, bởi chính những đoàn viên thanh thiếu nhi xây dựng clip cũng đã thực hiện tốt các yêu cầu về phòng chống dịch và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đây là sự đổi mới trong công tác truyền thông của các cấp bộ đoàn phù hợp với năng lực và sự sáng tạo của tuổi trẻ. Qua cuộc thi này, cái điều đầu tiên có thể nhận thấy là đã thể hiện được sự quan tâm và trách nhiệm của tuổi trẻ toàn tỉnh đối với việc chung tay phòng chống dịch COVID-19. Thông qua những cái video clip này, các bạn đều truyền tải được những cái kiến thức cơ bản về dịch COVID-19, rồi là những cái cách phòng chống dịch bệnh này như thế nào. Thì đó là trách nhiệm của đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra thì cái ý nghĩa rất là lớn thứ hai đó là đây là lần đầu tiên chúng tôi thay đổi cái phương pháp, rồi là cái phương thức, hình thức thi của một cuộc thi truyền thông, và nó cũng là cái lần đầu tiên để các bạn ở các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc được thể hiện năng lực của mình trong việc tiếp cận những xu hướng của giới trẻ hiện nay, trong việc xây dựng những video clip hoặc là việc lan truyền các thông điệp truyền thông trên internet, trên mạng xã hội. Nó là đang là một trong những cái kênh rất là gần gũi với giới trẻ.
Cuộc thi truyền thông thanh thiếu nhi Bắc Cạn phòng chống dịch COVID-19 như một làn gió mới trong cộng đồng thanh thiếu nhi của toàn tỉnh. Không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền phòng chống dịch mà còn là nền tảng cho những cuộc thi được phát động sau này bằng hình thức mới. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Na Rì đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho trên 1.200 đoàn viên vay vốn sản xuất với tổng dư nợ đạt trên 53 tỷ đồng. Từ nguồn vốn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cùng với định hướng của các cấp bộ đoàn và sự giám sát chặt chẽ của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đến nay huyện Na Rì đã có trên 70 mô hình kinh tế, trong đó có 24 tổ hợp tác và 5 hợp tác xã do đoàn viên thanh niên làm chủ. Các mô hình hợp tác xã tổ hợp tác chủ yếu tập trung vào chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây nông nghiệp giá trị cao, sản xuất đồ mộc. Qua đánh giá, từ nguồn vốn ưu đãi này đã giúp đoàn viên thanh niên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cũng khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trong đoàn viên thanh niên. Thưa quý vị khán giả, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, bằng sự năng động, nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Đại úy Nguyễn Duy Quân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an tỉnh vừa vinh dự là đại diện duy nhất tỉnh Bắc Cạn được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cán bộ đoàn tiêu biểu. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Là thủ lĩnh đoàn Công an tỉnh trong 3 năm liền từ năm 2017 đến năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn là đơn vị dẫn đầu trong mọi hoạt động, được Ban Thường vụ tỉnh đoàn tặng bằng khen, đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bằng khen của Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào thanh niên Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2016-2018. Ngoài ra, Đại úy Nguyễn Duy Quân còn được Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen với 22 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, Quân vừa vinh dự được Trung ương đoàn trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng nhân dịp kỷ niệm 89 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khi biết mình được xét chọn để trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng thì cá nhân tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, bởi vì đây là một cái giải thưởng rất là danh giá mà bất cứ những cái người làm công tác đoàn nào cũng mong muốn là được nhận trong cái quãng đời hoạt động thanh niên của mình. Và để được vinh danh ở cái giải thưởng Lý Tự Trọng này thì là cá nhân tôi cũng luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện và thực hiện công tác chuyên môn. Trên cương vị là Phó Bí thư đoàn chuyên trách, Quân đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo sát sao đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên. Riêng năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 106 chương trình tình nguyện, xây dựng và gắn biển 31 công trình thanh niên, tặng 512 xuất quà, 22 xe đạp, nhận đỡ đầu 5 em, duy trì đỡ đầu 23 em thiếu nhi, tuyên truyền vận động gần 400 lượt đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, huy động để thực hiện các hoạt động tình nguyện được khoảng 2,5 tỷ đồng. Từ khi ra trường nhận công tác tại cơ sở thì là cũng luôn tham gia những hoạt động của đoàn thanh niên, luôn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng mà tạo điều kiện cho cá nhân tôi cũng như là thế hệ trẻ của Công an tỉnh được phát huy cái năng lực sở trường và phát huy cái sức sáng tạo của tuổi trẻ để qua đó là hoàn thành những cái nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Duy Quân là một cán bộ đoàn hết sức năng động, sáng tạo. Trên cương vị là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, đồng chí đã xây dựng được nhiều chương trình hoạt động và cũng như huy động được mọi nguồn lực để thực hiện tốt các phong trào và hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Trong thời gian tới, Đại úy Nguyễn Duy Quân sẽ tiếp tục nâng cao đạo đức, trau dồi kỹ năng để tiếp bước các thế hệ cán bộ đoàn mẫu mực, những người đã đặt nền tảng đầu tiên cho việc củng cố và phát huy sức mạnh của cơ sở đoàn, nhất là phong trào tuổi trẻ công an tỉnh, tình nguyện vì cộng đồng. Chuyên mục Thanh niên Bắc Cạn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này kỳ sau.